Ngày 11 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an quận 1 và Công an quận 8 bắt giữ các đối tượng. Lâm Thạnh sinh năm 1991, Nguyễn Hải Tú sinh năm 1985 cùng ngụ tại quận Bình Thạnh, Bùi Minh Tân sinh năm 1993 ngụ quận 8, Lê Văn Thanh sinh năm 1993 ngụ quận 12 và Huỳnh Minh Trực sinh năm 1991 ngụ quận Tân Bình để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức và sử dụng giấy tờ giả để đi đường. Tại cơ quan điều tra, Thạnh khai nhận đặt mua giấy đi đường qua tài khoản Facebook Anh Thanh do Nguyễn Hải Tú làm chủ tài khoản với giá 1 triệu đồng một giấy và được Tú thuê đi giao các giấy đi đường cho khách với tiền công từ 200.000 đến 400.000 đồng một giấy. Từ lời khai của Thạnh, lực lượng công an tiến hành mời làm việc với các đối tượng Tân, Tú, Thanh. Các đối tượng khai nhận do dịch Covid-19, không có việc làm nên cả bọn bàn nhau làm giả giấy đi đường kiếm tiền tiêu xài. Tú và Thanh lên mạng đăng thông tin và tìm khách hàng. Tân nhận thông tin và làm giả giấy, Thạnh đi giao hàng cho khách. Mỗi giấy đi đường được bán với giá từ 1 triệu đến 2 triệu đồng. Khám xét nhà của các đối tượng thuê trọ phường 15 quận 8, lực lượng công an thu giữ gần 70 mẫu giấy đi đường, 27 giấy xác nhận tiêm vaccine COVID-19 và nhiều vật dụng có liên quan việc in ấn giấy tờ giả.